luôn. Màu này bữa cũng bữa giờ cũng rất là chạy luôn. Đó, cái màu này thì tem của nó sọc 3D rất là đẹp luôn. Các bạn coi cái tem của nó này. Đó, cái tem 3D nó sọc nè, trên nổi nha các bạn. Winner X thì tháng này thì xả hàng cho các bạn luôn. Mình là xả luôn cái Winner X luôn. Bên mình Winner rất là nhiều. Thì đầy đủ cho các bạn là phiên bản là ABS và CS đầy đủ luôn. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Gia Rỉ nha các bạn. Thì hôm nay mình Vân Thảo sẽ cập nhật giá xe mà mấy cái mẫu mới á mọi người, của tay dòng Tycoon cho anh chị và các bạn ha. Mà mẫu gì thì mọi người chịu khó xem clip. Đặc biệt là những cái bản mà 2022 này, mở kinh 2022 phiên bản kỷ niệm 60 năm này. Rồi mới phiên bản giới hạn rồi F150, F155 á. Rồi, mời anh Thảo giới thiệu cho mọi người. Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn hai cái dòng xe mà đang ưa chuộng mà nó mới ra luôn, kỷ niệm 60 năm của mới kinh năm kỷ niệm 60 năm mới kinh rồi 2021, được 60 năm. Logo của nó là 60 năm nha các bạn. Đấy. Các bạn coi cái màu này, cái màu trắng đỏ đen nè. Mâm của nó là mâm vàng đồng nha các bạn. Các bạn coi kỹ rất là đẹp, tem của nó cũng có cái chữ kỷ niệm 60 năm nha, cũng mới tinh luôn. Đây, mâm là mâm vàng đồng luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Các bạn coi là cái con này nó kỷ niệm là nó ra đúng cái màu này luôn các bạn. Giá mà dao động của chiếc này nó tầm khoảng là 43 đến 45 triệu nha. Nếu mua mà tháng này các bạn mua, các bạn được giảm ngay 1 triệu đối với cái xe này luôn nha. Nếu mà liên hệ với em là giảm, liên hệ với em là giảm ngay 1 triệu cho các bạn luôn. Mua góp thì các bạn trả trước cho mình tầm khoảng 3 đến 4 triệu nha. Cầm theo chứng minh gốc là mua được rồi. Mình hỗ trợ cho các bạn mua góp bằng chứng minh thôi. Còn bản này là bản 150 nha, giới hạn của 150. Đấy, cái màu bạc. Thì các bạn, cái mâm này là mâm cam, mâm đậu cam. Nói chung thì cái con này thì chữ của nó, cái tem của nó sẽ có nổi hơn nha các bạn. Chữ màu đỏ nó sẽ kèm theo với viền màu đen luôn. Nhìn rất là đẹp nha các bạn. Phong cách thể thao. Đây, mâm của nó là mâm màu cam luôn các bạn. Con này thì bên mình có lên đồ chơi kiểu là rất là đẹp luôn các bạn. Thường thì cái dòng xe này thì đây, những cái đồ chơi của nó thì bên mình sẽ lên kèm theo cái xe luôn. Còn bạn không muốn thì cũng được, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà các bạn chơi mà yêu thích những cái dòng xe Tycoon đó thì các bạn nên gắn những cái chống đổ này trước sau nha các bạn. Ví dụ như các bạn đi xe mà các bạn có, ví dụ như mình có thể, chẳng may mình có thể bị té thì nó cũng sẽ bảo vệ xe mình luôn nha. Rất là tiện luôn. Màu này thì giá nó thì có đối với cái màu này thì giá nó tầm khoảng là 43 đến 45 triệu nha. Cũng bằng với mình kinh luôn. Đúng rồi, hai con này thì nó bằng nhau nha các bạn. Ở cái tháng 12 này, đầu tháng 12 này mình xin các bạn thì hai con này thì nó giá nó rất là bằng nhau. Hai con này thì nhìn chung thì nó cũng tựa giống nhau, nhưng mà con này thì màu bạc, con này thì màu trắng đỏ đen, màu bạc đen, một bạc đỏ đen nha. Đó, theo anh em thì nên chọn con theo nào? Anh em thì nên chọn con nào thì các bạn cứ comment phía dưới nha các bạn. Rồi. Báo thêm các thì đối với cái dòng mà mới kinh thì nó là nhập khẩu bên Indonesia. Thì các bạn, một số bạn cũng đã biết rồi, còn là những cái dòng mà xe Việt Nam thì Accenter nó là sản xuất từ Việt Nam nha các bạn. Thì con Accenter thì nó sẽ không có cái bàn đạp nha các bạn. Còn nếu mà không, các bạn mua cái con mới kinh thì nó sẽ có cái bàn đạp từ phía sau nha các bạn. Đó, những bạn mà thích bàn đạp thì có mới kinh nó sẽ có nha các bạn. Đó, các bạn coi nha. Đối với hai cái dòng xe này thì các bạn mua góp, các bạn trả trước cho mình tầm khoảng 4 đến 5 triệu nha các bạn. Là thủ tục chỉ cần chứng minh là mua được rồi nha. Còn hiện tại các bạn mua thì các bạn cũng được giảm giá luôn. Cứ liên hệ với mình qua số điện thoại phía trên thì mình sẽ giảm giá cho các bạn 1 triệu nha. Rồi, anh điện thì báo giùm anh mấy cái bản mà tiếp tục luôn đi. Bạn, đây màu bạc đây. Màu bạc đây. Đây màu bạc 155 nha mọi người. Đây cái màu này là bạc nha. Bạc xanh á, nó có cái tem màu xanh luôn nha. Rất là đẹp luôn. Màu này bán chạy lắm. Đúng rồi, màu này bán rất nhiều người thích cái màu này.
Con này giá sao em? Con này giá của nó hiện tại dao động trong khoảng 48 đến 49 triệu 500 nha. 48 đến 49 500 nha. Phiên bản này là phiên bản giới hạn nha các bạn, mình xin lại nha, phiên bản giới hạn của 155. Đủ cho mọi người ha. Bản giới hạn này nó sẽ có mấy màu nữa, mình sẽ quay luôn cho các bạn coi luôn nha. Thì cái màu này là màu bạc. Đó, màu đen. Cái màu tiếp theo, cái màu xanh này hồi bữa giờ cũng rất là nhiều người thích cái màu này nè. Màu cái này là mâm vàng chanh nha các bạn. Đó, cái màu xanh đen, nhưng mà xanh vàng đen. Đăng kiểm của nó là xanh vàng đen nha các bạn. Đó, cái con này thì giá của nó cũng 48 đến 49 bằng nhau, những cái con giới hạn là bằng nhau hết luôn. Đó. Còn cái này nữa này. Con này cũng là màu đỏ phiên bản kỷ niệm 60 năm luôn các bạn. Đấy, nó sẽ có cái logo 60 năm nha các bạn. Những cái con mà phiên bản 60 năm đều có logo của 60 năm luôn. Đây là ẹt 155 nha mọi người. Đây là 155 thì nó sẽ có thêm hai ba màu nữa, nhưng mà hiện tại thì đó, cái con ở ngoài bên kia đó, nó có màu xanh. Xanh quân đội, mình cho các bạn coi cái màu xanh quân đội luôn nè. Xanh bộ đội nè, bữa giờ có mấy anh kêu là sao không lên cái màu này để em quay luôn cho một số bạn thích nha. Màu xanh lá cây thì mình có nha. Đó, cái màu xanh lá cây luôn. Màu này nhiều anh em hỏi lắm. Nhiều anh em hỏi lắm luôn á. Thì hôm nay mình quay cho các anh em coi luôn. Xe của nó là rất là đẹp, màu tem của nó là nó tem nổi luôn nha các bạn. Nó rất đẹp luôn. Thì 155 á, cái bản giới hạn thì hầu như tem của nó là đều nổi luôn nha, nổi lên chữ luôn nè. Đó các bạn coi nha. Thì giá của nó cũng dao động tầm khoảng 48 đến 49 triệu 500. Mà mua tháng này thì được giảm 1 triệu nha. Giảm 1 triệu luôn. Là 1 triệu trả trước cho mình. Những cái dòng xe này thì các bạn phải trả trước cho mình tầm khoảng 5 đến 6 triệu nhớ các bạn. 5 đến 6 triệu. Dạ, còn những cái bản mà thường á, thì các bạn giống như là cái màu đây, anh có cái bản thường cho một số bạn xanh GB rồi đó. Xanh GB hoặc là màu trắng trắng đỏ đen. Đây, màu xanh GB nè. GB sáng có anh hồi mới hỏi em là xanh GB anh Bình Định đúng không? Anh Bình Định hỏi chiếc xanh GB nè, thì hôm nay em quay cái chiếc hạt 155 xanh GB cho anh luôn nha. Thì đối với cái màu xanh GB thì bên em còn rất là nhiều luôn, nên anh cứ yên tâm nha. Đó, tháng này thì xả hàng cho anh là tầm khoảng 44 đến 46 triệu nha anh. 46 triệu. Dạ đúng rồi. Là cái phiên bản này là nó smart cây. Quá smart cây luôn. Còn nha. Nếu mà bản thường thì hiện tại giá bao nhiêu em? Bản thường thì mình có cái anh quay luôn cái con màu trắng trắng đỏ này, bữa giờ cũng có mấy bạn hỏi này, không cần như của số một số bạn thì thích cái chìa khóa thường, không thích chìa khóa smart cây. Thì giá của nó dao động tầm khoảng 43 triệu đến 44 triệu 500 là 43 44 trả trước nhiêu em? Trả trước tầm khoảng 2 triệu mua được rồi nha. 2 triệu. Dạ. Còn cái mẫu này em 155. Mẫu này cũng 155 này, mẫu phiên bản giới hạn luôn. Màu này bữa giờ cũng rất là chạy luôn. Đó, cái màu này thì tem của nó sọc 3D rất là đẹp luôn. Các bạn coi cái tem của nó này. Đó, cái tem 3D nó sọc nè, trên nổi nha các bạn. Hầu như thì phiên bản giới hạn là cái tem của nó đều là cái nổi lên, cái dáng nổi rất là đẹp luôn. Thì dòng xe này thì nó cũng dao động tầm khoảng là 48 đến 49 triệu 500 nha. GTR đấy không? Còn GTR của tháng đầu tháng 12 này thì cũng có xu hướng giảm nhẹ nha. Đây GTR thì có cái con 3D thì mình màu cam này, màu cam đen thì có. Cam đen này màu sơn 3D lên nha. Đó các bạn coi đi, cái màu rất là đẹp luôn. Tem của nó là chữ GTR sẽ là màu trắng nha các bạn. Hai bên phía sau màu trắng luôn. Giá sao nhỉ? Giá dao động tầm khoảng 50 đến 52 triệu 500. 50 tới 52 triệu 500. Đúng rồi. Trả trước bao nhiêu? Trả trước tầm khoảng 6 triệu là mua được rồi nha. 6 triệu. Còn VinX? VinX thì tháng này thì xả hàng cho các bạn luôn. Mình là xả luôn cái VinX luôn. Bên mình VinX rất là nhiều. Thì đầy đủ cho các bạn là phiên bản là ABS và CS đầy đủ luôn. Tại vì mình sẽ trưng có 3 màu này thôi, còn trong kho bên mình còn rất là nhiều màu nữa. Mình giá của nó dao động hiện tại là tầm khoảng 34 đến 36 triệu 500. Tùy phiên bản nha các bạn. Mua góp các bạn trả trước 2 triệu là mua được rồi. Rồi ok. Dạ. Yeah. Đó, thì đây hai con Moco nữa cho dứt điểm luôn là xong giá nha mọi người. Bây giờ mà. Đối với dòng Moto R15. R15 thì nó có hai màu, bên mình màu zin thì màu đen nhám và màu xanh nhám.
Nếu mà các bạn mua trong thời điểm này mình xả hàng luôn, xả hai con này luôn thì giá của nó hiện tại chỉ còn 65 triệu thôi. À, 65 triệu hả? Đúng rồi, bao thế VAT cho các bạn luôn. Rồi mua gấp các bạn trả trước cho mình tầm khoảng 15 triệu là mua được rồi nha. 15 triệu. Dạ. Còn Rider thì sao anh? Rider thì tháng này cũng có một số giảm. Thì Rider của tháng này thì Rider sẽ có hai loại, mà Rider mẫu cũ nha. Mẫu cũ là cái màu xanh cam nè, xanh cam đen nè. Đó. Đối với cái màu này là dao động là khoảng 48 đến 50 triệu nha các bạn. 48 đến 50. Dạ. Mẫu mới thì có con bên cạnh con màu đỏ luôn. Giá nhiêu em? Giá của nó dao động tầm 49 đến 51. Rồi 49 là 1. Dạ. Rồi, thì đó là mình vừa lướt qua trong chuyện của các bạn tất cả các dòng xe. Đối với dòng Rider thì trả trước cũng còn tầm khoảng là 3 đến 4 triệu là mua được rồi nha. Đó. Thủ tục trả góp thì rất là đơn giản. Trên 20 tuổi chỉ cần mang theo chứng minh gốc và số tiền trả trước là đến cửa hàng làm hồ sơ. Thủ tục rất là đơn giản. 10 phút là các bạn có thể lấy xe về rồi. Đó, những bạn ở xa mà ngại á, thì các bạn cứ liên hệ với mình sẽ hỗ trợ tiền xăng. Còn những bạn mà muốn mua phải không mà không có thể nào đưa xe về thì lên làm hồ sơ xong bên mình sẽ hỗ trợ đem xe về cho các bạn nha. Rồi. Đó thì cảm ơn anh Thảo đã giới thiệu giá xe ở đầu tháng 12. Các bạn nào mua thì kết bạn Zalo ủng hộ anh Thảo nha. Ok, xin chào mọi người ạ. Chào mọi người nha.